Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng bước vào tìm hiểu bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần đọc và tìm hiểu chú thích. Chúng ta sẽ đọc chú thích để tìm hiểu về tác giả. Tác giả là Viễn Phương, tên khai sinh của ông là Phan Thanh Viễn. Ông sinh năm 1928, quê ở tỉnh An Giang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, ông đã hoạt động ở Nam Bộ, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những nét chính về tác phẩm. Tác phẩm có hoàn cảnh sáng tác là năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước đã thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành. Viễn Phương đã ra thăm miền Bắc vào lăng Viếng Bác. Bài thơ Viếng Lăng Bác được sáng tác trong dịp đó và in trong tập thơ Như Mấy Mùa Xuân năm 1978. Xuất xứ của tác phẩm là in trong tập Như Mấy Mùa Xuân. Thể thơ của tác phẩm là thơ tự do. Về bố cục, bài thơ này có thể chia làm 4 đoạn. Đoạn 1 chính là khổ thơ thứ nhất, nói lên cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng. Đoạn thứ hai là khổ thơ thứ hai, nói về cảm xúc trước cảnh đoàn người xếp hàng vào lăng Viếng Bác. Và khổ thơ thứ ba là cảm xúc khi vào lăng Viếng Bác. Đoạn thứ tư là tâm trạng và ước nguyện của tác giả khi đã ra về. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng Bác. Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Chúng ta chú ý đến câu thơ đầu tiên. Ở đây chúng ta sẽ chú ý đến cách xưng hô và từ thăm. Ta thấy ở đây nhà thơ đã giới thiệu mình là con. Cách xưng hô con và bác rất thân mật, gần gũi như tình cha con. Đồng thời thì chúng ta thấy tác giả còn dùng từ viếng, chứ không tác giả đã dùng từ thăm chứ không phải từ viếng. Viếng là đến chia buồn với thân nhân người đã chết, còn thăm chỉ là đến gặp gỡ, trò chuyện với người đang sống. Vậy thì nhan đề bài thơ là viếng, theo đúng nghĩa đen, trang trọng khẳng định một sự thật là bác đã qua đời. Thế nhưng trong câu thơ thứ nhất, tác giả dùng từ thăm này với ngụ ý là dường như bác vẫn còn đang sống mãi trong lòng của tác giả, trong lòng nhân dân Việt Nam. Như vậy, chúng ta thấy ngay câu thơ đầu tiên, một câu thơ rất đơn giản, nhưng nó đã gợi cho chúng ta biết bao nhiêu cảm xúc. Một lời tâm sự thật gần gũi, dung dị, nhưng lại ẩn chứa tình cảm của một đứa con về thăm cha. Từ con thân thương mang chất giọng ngọt ngào của người dân Nam Bộ đã thể hiện thái độ thành kính, gợi tâm trạng xúc động mãnh liệt của người con từ chiến trường miền Nam, nay trở về thăm bác, như thầm gọi bác, nói với bác rằng: "Bác ơi, con đã về thăm bác đây, đồng bào miền Nam đã về thăm bác đây." Lúc sinh thời, một trong những tâm nguyện lớn nhất của bác là được thăm đồng bào miền Nam, và đồng bào miền Nam được đón bác. Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Ngay cả nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng viết: "Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác, nỗi mong cha." Ước nguyện đó chưa thành thì bác mất, bởi vậy người dân miền Nam ra thăm bác, chứ không phải là viếng bác. Từ thăm thay cho từ viếng là biện pháp nói giảm nói tránh để kìm nén đau thương và khẳng định bác như còn sống mãi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ba câu thơ tiếp. Ba câu thơ tiếp đã miêu tả hình ảnh hàng tre. Ở đấy tác giả đã sử dụng liên tiếp các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, sử dụng thành ngữ bão táp mưa sa cùng với biện pháp tả thực cộng với tượng trưng để miêu tả hình ảnh hàng tre. Qua đó thì chúng ta thấy hình ảnh hàng tre đã hiện lên như một biểu tượng thanh cao cho con người, cho dân tộc Việt Nam bất khuất, kiên cường. Rõ ràng xung quanh lăng Bác thì trồng rất nhiều tre và trúc. Đấy chính là ngụ ý của người đã xây dựng lăng. Tre là hình ảnh quen thuộc, là biểu tượng của nhân dân Việt Nam. Hình ảnh hàng tre thể hiện lòng tôn kính và trang nghiêm. Dường như dân tộc Việt Nam quần tụ quanh Bác.
hàng tre như gợi tả một đội quân danh dự bên người. Và hình ảnh hàng tre mà tác giả nghĩ đấy làm cho chúng ta liên tưởng tới hình ảnh đất nước, con người, nhân dân Việt Nam vẫn đang ở quanh Bác. Vậy cây tre Việt Nam đã trở thành một biểu tượng quen thuộc rất đẹp mà tác giả đã lựa chọn để đưa vào trong tác phẩm của mình. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu khổ thơ thứ hai, cảm xúc trước cảnh đoàn người vào viếng lăng Bác. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ở đây chúng ta chú ý tới từ mặt trời, có hai từ mặt trời. Từ mặt trời thứ nhất là mặt trời thực, nhưng mặt trời thứ hai là mặt trời mang ý nghĩa ẩn dụ và nhân hóa để nhằm ngợi ca sự vĩ đại công lao trời biển của Bác. Bác như là một mặt trời đang soi tỏ, dù Bác đã mất nhưng công lao của Bác vẫn mãi còn. Có người đã nói rằng có lẽ chỉ có thể dùng mặt trời để ví được công lao mà Bác đã dành cho nhân dân, cho đất nước chúng ta. Bác được ví như mặt trời soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam, quét mồ xương của những năm dài nô lệ, mang lại một cuộc sống ấm no cho nhân dân, cho dân tộc. Hình ảnh đó thể hiện lòng tôn kính biết ơn, đồng thời gợi lên sự cao cả, vĩ đại và lớn lao của Bác. Hình ảnh dòng người lại tiếp tục được miêu tả. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Dòng người đi vào viếng lăng Bác được miêu tả như một tràng hoa đang dâng lên Bác. 79 mùa xuân ở đây chính là 79 tuổi xuân của Bác. Ngày ngày biết bao nhiêu dòng người với nỗi tiếc thương vô hạn cứ lặng lẽ lần lượt vào lăng viếng Bác. Câu thơ sâu lắng có âm điệu kéo dài như diễn tả dòng người vô tận, nhằm khái quát sâu sắc tình cảm sâu nặng của nhà thơ với Bác Hồ. Nặng trĩu nhớ thương, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân làm ẩn dụ đẹp, một hoán dụ đẹp và sáng tạo để nói về tuổi xuân của Bác. Nhà thơ đã bộc lộ lòng thành kính với Bác qua từng dòng từng chữ. Khi vào viếng trong lăng, cảm xúc của tác giả dường như được đưa đến một cung bậc. Bác nằm trong lăng, Bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Cảm xúc ở bên ngoài là cảm xúc của một người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của lăng, thì khi vào trong lăng đó là cảm xúc trước hình ảnh của Bác. Bác như đang trong một giấc ngủ yên bình trong ánh sáng dịu mát. Hình ảnh giữa một vầng trăng sáng dịu hiền làm ẩn dụ rất đẹp. Câu thơ vừa diễn tả chính xác và tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm và ánh sáng dịu nhẹ trong trẻo trong lăng Bác, nhưng đồng thời hình ảnh vầng trăng dịu hiền lại là hình ảnh ẩn dụ gợi nghĩ đến tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác. Và ở đây nó còn làm hình ảnh giúp ta liên tưởng tới những vần thơ trước kia của Bác, những vần thơ tràn đầy ánh trăng. Bác đã đi xa, nhưng nhà thơ thấy như Bác đang yên, đang ngủ ở trong ánh sáng dịu mát che chở của những vầng trăng sáng. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Hai câu thơ tiếp theo vẫn tiếp tục biện pháp ẩn dụ và tương phản để nhằm làm rõ sự xúc động sâu sắc khi vào viếng lăng Bác. Trời xanh là hình ảnh ẩn dụ, là biểu tượng bất diệt của Bác Hồ. Người đã ra đi, nhưng lý tưởng sự nghiệp của người vẫn như còn mãi. Cụm từ vẫn biết rõ ràng có sự tương phản với cụm từ mà sao. Nhưng ở đây tác giả đã dùng sự đối lập ấy để cho thấy sự mâu thuẫn giữa lý trí, biết rằng hình ảnh Bác Hồ còn sống mãi như lý tưởng cao quý của người, nhưng tình cảm của tác giả thì lại dâng lên sự đau đớn xót xa khi nhận thức được thực tại là Bác đã ra đi. Đồng thời tác giả dùng một loạt các hình ảnh như mặt trời, vầng trăng, trời xanh với biểu tượng của thiên nhiên trường tồn vĩnh cửu để ví với công lao của Bác. Bác như hóa thân vào non sông xứ sở, trường tồn mãi mãi, vĩ đại lớn lao ngang tầm với trời đất. Từ đó, khổ thơ cuối cùng đã nói lên tâm nguyện rất đẹp của tác giả trước khi ra về. Mai về miền Nam thương chào nước mắt,
muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn nàng làm cây tre trung hiếu chốn này. Ở đây ta thấy tác giả đã liên tục sử dụng biện pháp điệp ngữ muốn làm, nhịp điệu thơ thì dồn dập. Từ đấy tác giả thể hiện tâm nguyện chân thành tha thiết, cảm xúc lưu luyến hiện diện, muốn được dâng hiến, muốn được gần gũi, muốn được ở mãi bên lăng Bác. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu được toàn bộ 4 khổ thơ của bài Viếng Lăng Bác. Ta thấy về nghệ thuật, bài thơ có giọng điệu phù hợp với nội dung tình cảm, vừa trang nghiêm, vừa sâu lắng, vừa tha thiết, đau xót, tự hào, vừa thể hiện tâm trạng xúc động của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác. Thể thơ 8 chữ nhưng có dòng 7 chữ được gieo phần lưng. Khổ thơ thì không cố định, có khi liền, khi cách nhịp. Nhịp thơ chậm nhằm diễn tả sự trang nghiêm, thành kính, lắng đọng. Đồng thời, ta thấy ở đây tác giả cũng sử dụng nhiều hình ảnh thơ sáng tạo với biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, tượng trưng. Từ những biện pháp ấy, bài thơ đã thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và của mọi người khi vào viếng lăng viếng Bác. Như vậy là cô và chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bài thơ Viếng Lăng Bác. Chúc các em sẽ học tập thật tốt. Xin chào tất cả các em.